Hello, xin chào cả nhà nha. Hôm nay video tiếp theo em chia sẻ cho cả nhà cái chân vịt mới nha. Đây là cái hình dáng chân vịt mới. Thì mọi khi là em hay chia sẻ cho cả nhà là khi mà mình chạy viền mình sẽ sử dụng chân vịt một ly ở bên trái thì cái chân vịt bình thường như vậy này. Đó, đây là cái chân vịt bình thường mà em hay nói cả nhà sử dụng này. Nhưng mà hôm nay là cái chân có một cái loại chân vịt mới này. Thì là cái chân vịt này nó vừa làm càng cao càng thấp như vậy này. Đấy, nó vừa làm cho mình một ly luôn. Và đặc biệt một cái là nó có một cái bánh xe ở đằng sau này cả nhà. Đấy, để cho mình chống nhăn và chống 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 vặn vải nhá. Khi mà cả nhà sử dụng cái chân vịt này thì nó có những cái đặc điểm rất là tốt hơn là những cái chân vịt khác. Thứ nhất là cái bàn của nó bên ngoài nó to này. Cái bàn to để khi mà mình chạy nó đầm máy nó đè xuống cho mình thì là nó mình chạy vải nó không có bị đưa qua đưa lại cả nhà. Máy thì là nó không có bị vặn hay là nó bị nhăn. Rồi nó có cái bánh xe nó đặt đấy cho mình này, nó chống nhăn luôn. Thì cái chân vịt này mình chạy viền cũng được, mình chạy quấn lai cũng được, hoặc là mình chạy lai quần cũng được. Mình chạy lai quần cũng được. Khi mà mình chạy lai quần thì nó có cái bản to như vậy này, nó đè xuống cho mình là không có bị vặn này. Đó, nó đi rất là tốt nhá. Thì đây là cái chân vịt mới. Nếu như mà có cái gì mới em sẽ chia sẻ cho cả nhà nha. Đây, cái chân vịt nó có hình thù như vậy này. Đấy, cả nhà nhìn thấy có rõ không? Nó có cái hình thù như vậy. Đấy, cái chân vịt này chạy rất là ok nha cả nhà. Cái chân vịt này là mới ra nha. À, cả nhà nên mua cái chân vịt này để sử dụng nha. Khi mà mình chạy viền, chạy lai quần, lai áo, chạy quấn lai đều được hết nha cả nhà. Khi mà mình chạy là nó có ở bên này này. Đó, nó có bên này. Nó có cái độ thấp xuống nó giống y như cái chân vịt một ly vậy. Khi mà mình may qua đây thì nó sẽ không có bị chạy qua chạy lại nha, nó cấn vào đây luôn.